cái rồi xong rồi vòng vòng. Đi xem đang chi ngồi chặt chặt vô luôn. Ép vô vô ngồi đi. Bay lên đây ngồi, bay lên đây ngồi chồng bơi chả bột đi. Không được, không không hết. Phát mà, ngồi chặt chặt chứ thôi. Hai ly rồi đó. Chỗ nè. Còn hai ly nữa là gì? Hai ly giết nào? Cho chỗ dẻ nè. Trời út xương. Mày lên ngồi với hai ly xuống dẻ rồi. Alo. 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 Em dạ. Alo. Nghe nè, nó nằm hướng bên bổ quẹo quẹo phải chút xíu à, đối diện có cái đó, nhìn đối diện có cái xe cà phê pha máy á, trước hẻm chứ trước, đối diện gì trước hẻm, trời ơi chết luôn hả. Ôi chắc ôi đi tiểu chết luôn nè. Nè nè
cái gì? Trời ơi, chị đẹp. Không có chịu gì ạ. Dạ, bên em có bảy ớt, Pepsi, Tiên, Coca, U Long. Bảy ớt gì? Ờ, treo một cái ô long chứ không phải ớt. Dạ, ớt luôn này nghe ông Quang. Từ từ, coi đỡ bà ngoại nè. Pepsi đi. Một Pepsi đi. Gì? Quang lên. Rồi lắc lắc cái đi. Ông bút lên lại đây cho con tối này nè. Tối gì? Tối này là con. Vô bàn đi ngồi nữa, bàn này phải xài bàn kia, bàn kia làm chi. Ôi, dính đồ chà tay lên đầu nè. Mày cho đi Đà Lạt là chết liền. Trời đất ơi. Không có gì làm rồi. Con chỉ bà cố con làm sao làm đẹp kìa. Trời ơi, con má kìa hồng luôn kìa, trời ơi. Thì tim thiệt nha. Con bị đen rồi. Hả? À, xong rồi. Em đúng đi em đi lại chụp hình đi. Tốt. Đứng đây, mẹ vô đứng đây chụp hình. Ui đứng chụp. Trời ơi. Dễ vậy, trời tươi nè. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà chê. Mẹ tôi là bánh nghe lông luôn. Trời ơi, vậy vô kìa, vậy vô. Thank you.
chị Tám qua đây chơi luôn nè. Ủa, bà chơi đâu nè. Ủa dai nè. Ủa tươi nè. Quá à. Ủa vậy đâu nè.